Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái: quả thật ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói: bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy. Thế mà ông lại nói ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng chết. Ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời: nếu ta tự tôn vinh chính mình thì vinh quang của ta sẽ không giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta. Người là chính đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giêsu trả lời: quả thật, ta nói với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra thì ta đã có rồi. Bấy giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, dưới ánh sáng của lời Chúa ngày hôm nay, sau hơn 2.000 năm, chúng ta có thể tự hỏi thái độ từ chối đón nhận đức tin của những người Do Thái trước những mặc khải của Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta bài học gì. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cho thấy khi Chúa Giêsu giảng dạy cho người Do Thái thì sự từ chối của họ đối với Ngài ngày một gia tăng cho đến khi mà họ cho rằng Ngài bị quỷ ám. Chúa Giêsu, chính Ngài là chân lý và Ngài mặc khải để cho họ nhận biết về sự thật. Về mặt thể lý, mặc dù họ ở gần Chúa Giêsu, nhưng trong nhận thức họ xa cách Chúa nghìn trùng, xa cách với chân lý. Niềm đam mê đã khuấy động đến nỗi gây nên sự tức giận nơi cảm xúc của những người Do Thái. Và thường thì giận quá mất khôn, nên họ không thể nhận ra ai là đấng đang nói với họ. Và trái tim của họ bị chai cứng để có thể tin vào Đức Kitô Giêsu. Chắc chắn rằng họ đã đánh giá và nhận định sai lầm về Chúa Giêsu, nhưng họ lại thiếu khả năng để phân định một cách sáng suốt. Sự phân định sáng suốt được hiểu theo giáo huấn Công giáo, đó là khả năng biết sàng lọc từ những gì có vẻ trái nghịch nhau diễn ra nơi tâm trí, tình cảm và lương tri của mỗi người, mà nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ điều chỉnh ý muốn của một người thuận theo với ý muốn của Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu chân thành với chính mình, có lẽ chúng ta cũng nhận ra bản thân của ta
đã từng bối rối trước những giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cố gắng dẫn đưa thính giả của Ngài là những người Do Thái cũng như từng người chúng ta ngày hôm nay đến với sự thật, đón nhận chân lý. Nhưng sự thật có thể đã gặp phải sự mù lòa của đôi mắt chúng ta, sự chai lì của con tim ta và những định kiến thâm căn cố đế của tâm trí nhân loại nơi ta. Và tội lỗi được cụ thể hóa bằng bốn khát vọng muôn thuở đã chi phối đam mê nơi ta, đó là kiêu căng, quyền lực, nhục dục và vật chất, có thể đã ngăn cản sự nhận biết và đón nhận chân lý. Vì thế mỗi người chúng ta được lời Chúa hôm nay mời gọi hãy tự vấn lại lương tâm: tôi đã có khả năng phân định để nhận biết thánh ý của Thiên Chúa muốn gì trong cuộc đời của tôi hay chưa? Để nhờ đó tôi biết tôi phải làm điều gì hữu ích cho cuộc sống đời này và cả đời sau của tôi nữa. Để nhận biết được thánh ý của Thiên Chúa đối với cuộc sống của ta, chúng ta cần phải có một sự gần gũi mật thiết với Đức Kitô qua việc chúng ta năng lãnh nhận các bí tích và liên kết với Ngài trong lời cầu nguyện hàng ngày của ta. Nhưng chúng ta cũng phải tự hỏi, phải chăng lời cầu nguyện hàng ngày của ta chỉ là con đường một chiều mà ta đặt ra trước Thiên Chúa những đòi hỏi, những yêu sắt, những nhu cầu của ta? Hay chúng ta đã biết tận dụng những khoảnh khắc lặng trong cầu nguyện để chúng ta suy niệm, để dừng bước giữa dòng chảy ồn ào của cuộc sống, để khiêm nhường mở rộng cõi lòng, mở rộng tâm trí để lắng nghe tiếng Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta? Ngài sẽ luôn luôn dẫn chúng ta đến với sự thật, đón nhận chân lý. Chỉ cần chúng ta biết sẵn sàng mở rộng tâm hồn, mở rộng cõi lòng, mở rộng tâm trí của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Amen.